Chiều ngày 1 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố cho biết trong ngày, Đà Nẵng ghi nhận 99 ca mắc COVID-19, gồm 12 ca cách ly tập trung, 37 ca cách ly tại nhà, 18 ca trong khu phòng tỏa, 2 ca tại chốt kiểm dịch và 30 ca chưa cách ly. Trong 30 ca chưa cách ly có 4 trường hợp lấy mẫu khu vực nguy cơ cao tại phường Thanh Khê Đông quận Thanh Khê, hai trường hợp về từ thành phố Hồ Chí Minh, một trường hợp là thành viên tổ Covid-19 cộng đồng, một trường hợp là nhân viên bảo vệ bệnh viện gia đình. 22 ca chưa cách ly còn lại được phát hiện khi đến khám, xét nghiệm tại các cơ sở y tế.